Năm 2004, tôi 32 tuổi. Trước khi tự thuật chuyện mình, dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sinh, tôi xin thành tâm sám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại Trung học Liên Hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè, lập đảng, đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học, đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều, bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè, tự cho là thân hữu đồng chí, đi trộm gà, bắt chó, gây chuyện ôm sờm, tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất, tôi tham mê lắm, nên thường dối gian, tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận, ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập toàn thói quen cực xấu. Đã vậy, còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bốt đông tây nam bắc, khắp phố Mai Châu. Chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp, nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó. Kể đến đây, tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh từng bị tôi cố ý hoặc vô tình làm thương hại. Nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa. Những nhân xấu ác chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy. Nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì tất cả được giải thoát, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Giờ đây, hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm, sau này tạo thành hòa ương, khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn, hay gặp rủi ro, tất cả đều là báo ứng. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tôi tự gây quả khổ thì bản thân phải gánh lấy, không ai chịu thay. Sau đây xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến trọn đời nhớ mãi. Cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ. Chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ, tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ. Bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp, nên bị hồng thủy cuốn phăng. Cả ba giãy giụa trong đó, kêu trời gọi đất vang rưng, nhưng thảy đều vô dụng. Giống như bình thường mình xem phim vậy. Trong chớp mắt, mộng đổi sang cảnh khác. Tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp. Cảm giác cực kỳ khó chịu, liền giãy để thoát ra. Nhưng càng giãy càng cảm thấy đau đớn, thống khổ, đến nỗi phải kêu rên không ngừng. Đột nhiên tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường kêu rên giãy giụa thống khổ khó kham, thật đáng sợ. Chớp mắt lại đổi sang cảnh khác. Tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh, có giám ngục hình dáng to đen như quái vật canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chỉ ba, đang áp giải, tra khảo, đánh người. Lúc đó, tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống. Thầm nghĩ, phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là, tôi dốc toàn lực, trèo lên thành để vượt ngục bôn đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to, ra oai. Chúng đã vung côn, chùy, chỉ ba, rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng, cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành. Nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút, không có đáy. Chẳng mấy chốc, quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chợp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ. Cuối cùng, chân cũng chạm đất.
Tôi lồm cồm ngóc đầu dậy, chạy trốn tiếp. Ở phía sau, quái vật vung minh khí lên, hét to. Khâu Kiện Hào, không được chạy, mà bắt giữ Khâu Kiện Hào lại. Bị chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức, tay chân phát run, kinh sợ hoảng loạn cực độ. Đột nhiên, tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết, té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi, còn thét to. Bắt nó lại. Tôi té vào trên đất, bị quái vật trói gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ Khâu Kiện Hào thọ tử. Rồi chúng trói tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến, một quái vật giơ thùng sắt lên trước mặt tôi, hét to. Khâu Kiện Hào thọ hình. Và rồi họ nghiêng thùng, xối vào chân tôi. Ôi chú cho ơi, tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ. Nó đang sôi lụp bụp, vang thành tiếng, khối trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó, đột nhiên tôi khởi nghĩ. À, ta chẳng thèm để ý tới nữa, ta sẽ niệm lục tự đại minh chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng. Ăn ba ni mất dây hồng, 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 ăn ba ni mất dây hồng. Thế là câu chú vừa niệm, lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. Tôi càng niệm càng nhanh, càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngực rồi. Lúc này đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại minh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn 5 đứa bé mặc y phục xinh đẹp. Chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc lục tự đại minh chú. Âm vang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Amani Bát Di Hồng, 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 Amani Bát Di Hồng. Phần ngực của tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú. Nhưng không còn giọng niệm nữa, mà là tiếng rên. Đột nhiên một câu Án Ma Ni Bát Di Hồng phi thường hùng hậu, vang dội trang nghiêm vọng đến tai tôi. Trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chói, có một vị đầu trọc thân mặc y phục trắng, hai tay chắp lại, đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi. Ngài hiện bán thân, hơi nghiêng về hướng tôi, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm. Thanh âm hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó tôi cảm giác từ đầu trở xuống, và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường, liền đưa tay bật đèn. Đèn sáng. Lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát run, vì bạch y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị bạch y đó, người đầu trọc đó, đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh uy thần rất nhiều kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân và lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban nãy, quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây, ắt sẽ có người hỏi: Vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật và biết niệm chú ngay trong mộng như vậy? Chà, nói đến đây không thể không giải thích. Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu với lục tự đại minh chú. 10 năm trước, tôi tình cờ nghe được đĩa nhạc sướng tụng chú này, lập tức sinh tâm ưa thích
cực kỳ. Vì vậy mà suốt bao năm nay, hữu ý vô ý gì cũng niệm, cũng ngâm nga chú này hết. Dù tôi hoàn toàn mù trớt về Phật Pháp, song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát rung lập cập. Nhờ nhất tâm niệm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy mà bình thường bất kể ngày đêm tôi luôn niệm chú này, quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vị Bạch Y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi, đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Thế Âm thì không phải rồi, vì tượng Ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật, cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi, mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói, do tôi bệnh nên thấy ác mộng, và không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi. Hễ tôi có bàn nhắc gì thêm, thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm, vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng chùa Phật Quang. Đúng lúc đó, ở địa phương kêu gọi giúp đỡ chùa Phật Quang đang xây dựng, tôi từng ghé qua chỗ này rồi, nên quyết định đến đó xem, hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy, tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang, gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh. Tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dân hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ, nên đọc rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên nhẫn, miệng tôi khô khốc, khó thể tụng. Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm, và tôi hết hồn khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng mà tôi từng thấy qua. Trong địa ngục có giường, biến đầy khắp nơi, một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường, ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi, tụng đến đây thì tôi hết sức kích động, toàn thân phát run không kềm được, tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày hôm đó, khí trời nóng nực cực kỳ, nhưng toàn thân tôi cứ suốt mồ hôi lạnh, bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày, hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết, vì các thầy tụng đọc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ. Lòng tôi hoang mang, lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm bước tới, liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng, trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy. Nhưng mà sau đó, có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục tự Đại Minh chú, hòa thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng, đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế. Tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng, thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi, thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy. Lúc này bên trong hồi trống vang lên, tôi nghe mọi người nói, đến giờ tụng kinh rồi. Tôi cảm thấy rất bờ bịt, nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong, không nghe tôi hỏi gì nữa. Do nghiệp chướng sâu nặng, hôm đó tôi không được đáp án nhiều. Nhờ tụng kinh Địa Tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi. Tôi cũng không biết gì về kinh Địa Tạng, cũng chẳng rõ Bồ Tát Địa Tạng là ai. Nhưng tôi đoán có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo là sao thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói, Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng, chú có muốn tới xem không? Tôi vội đến chỗ anh. Anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng
in rất tinh xảo và nói: bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm. Tôi mở sách ra xem. Ôi thôi, đúng là ông này rồi. Đúng là ông này rồi. Ôi cha ơi, hòa thượng tôi mơ thấy tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cảm động quá, cung kính để sách lên đầu và chí thành niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với Hồng cư sĩ rằng cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng cư sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ Hồng cư sĩ, về đến nhà, tôi mở sách ra, bắt chước trong chùa tụng kinh. Bắt đầu từ đó trở đi, tôi và Hồng Quynh thường cùng nhau đến chùa Phật Quang thỉnh kinh về xem. Tại đây, tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm, dốc sức học tập Phật Pháp. Hồng cư sĩ lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học Pháp, tu theo Phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống. Chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động Phật sự, siêng tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi, muốn học Phật trước tiên phải quy y Tam Bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước. Dưới sự chỉ đạo của Hồng Quynh, cộng thêm bản thân không ngừng học tập, niềm tin Phật Pháp tăng mạnh, tôi đã phát tâm quy y. Nhật nguyệt xoay vần như thoi đưa, thời gian qua mau như tên bắn, kiếp nhân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau, mạng sống vốn vô thường. Đức Phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta. Đây là con đường hạnh phúc, là may mắn cực lớn cho chúng sinh. Chúng ta cần phải trân quý, tinh tấn không lười, phải niệm niệm tu hành để thành tựu trí huệ vô thượng, hầu báo đáp Phật ân. Trước khi dừng bút, tôi xin trích dẫn những lời Phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh Địa Tạng. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thối ác. Thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thoái thức. Còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện tử nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mảy trần, hạt cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thoái thức. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo. Đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu, một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm, ác sa hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thệ nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị. Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta, xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài. Nếu như đời này tôi không thành tâm quy y Tam Bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra. Vì những tội lỗi tôi đã làm, đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay, tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ. Nhờ các pháp lữ dạy khuyên,
Khi thực hành cùng tập thể pháp lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ vệ của đoàn thể phi thường, mạnh mẽ và tốt lành. Càng cảm động và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của thầy trụ trì Binh Huệ, ngài hóa độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười. Người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp thiên Phật trang nghiêm, lắng nghe đại sư khai thị, tiếp thu chánh pháp, tịnh hóa tâm linh, tẩy sạch trần cấu, hiển lộ bồ đề. Tôi từ một kẻ hung dữ tục tằn, không biết đạo, nhờ Phật pháp mà chuyển hóa, mà thay đổi cuộc đời theo hướng tốt. Mong quý vị đọc truyện của tôi thu được nhiều lợi ích. Khâu Kiền Hào, kính bút. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài. Nguyện những ai đọc xem đều phát tâm bồ đề, mãn một báo thân này, đồng sinh cõi hạnh phúc. Thuở xưa có người đến hỏi một vị thiền sư: bậc tu hành đã ngộ lý chân không, có lạc vào dòng nhân quả chăng? Thiền sư đáp: bậc đại tu hành chẳng lạc vào dòng nhân quả. Vì câu trả lời này mà khiến cho thiền sư phải đọa làm kiếp chồn 500 năm, sau gặp ngài Bá Trường mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây nên các vị cổ đức khuyên người học Phật trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hành cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như Kim Cang, Pháp Bảo Đàn. Nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạng và lạc vào lỗi chấp thông. Thật ra nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành chính giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên, bút giả mới phiên dịch quyển kinh này. Vì kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang, nên bút giả lại thêm một ít câu chuyện tạm gọi là Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục. Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, biết gì không ai ghi chép thành sách nên tản mát đi. Vì thế bút giả đã tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật là hay luận quyền nói nhiều, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Với lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tài thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý vô thủy vô chung. Sư cụ mỉm cười đáp: hỏi chi xa giờ vậy, gắn ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi. Đại để người ta lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu quyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói: lòng tin là bước đầu của đạo và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị hữu duyên khi xem đến quyển sách này bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi cùng sự linh hiển của Phật pháp, do đó lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ. Mùa an cư canh tuất thích thiền tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Dược Sư. Lòng thành đệ tử xin cầu, nhờ ơn đức Phật cứu ân tai nạn. Vì trong bá tánh chẳng an, nưng kinh công đức lập đàn dược sư. Nguyên do những khổ bay chạy, thảm thương dân chúng quá ư đau lòng. Chẳng nài có của cùng không, ngày đêm đại Phật ra công khẩn cầu. Cầu cho khắp cả đâu đâu, nhân nhân xứ xứ bớt sầu bớt lo, nhà nhà ăn mặc ấm no, hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành. Biết đời diệt diệt sanh sanh, có không không có như cành đổi thay. Khác nào như gió như mây, như sương như điện hiện nay rõ ràng. Đó là lẽ sự thế gian, mau mau tránh khỏi tìm đàn dời chân. Nguyện cho chánh pháp vô dư, hoàn toàn dứt khổ đồng như Phật Đà. Phân thân qua cõi ta bà, từ bi tiếp độ
những là chúng sanh, nguyện cho bá tánh tu hành đồng về cực lạc, đồng sinh sen vàng, lên đền qua cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, dùng tu thì chìm. Mùa an cư Phật lịch 2531 Mậu Thìn, Sa môn Thích Minh Thành, pháp hiệu Từ Mẫn. Một hôm, tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống, thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam căn. Năm diền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê khinh. Một, đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Hai, cởi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Ba, do nhân duyên gì mặc gấm dốc, đời trước thí áo giúp tăng ni. Bốn, có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Năm, ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí. Sáu, lầu cao nhà lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Bảy, phước lộc đầy đủ do nhân gì, xưa lập chùa am cất nhà mát. Tám, tướng mạo xinh đẹp do nhân gì, đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Chín, thông minh trí tuệ do nhân gì, kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Mười, người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Mười một, chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước tràng khoan nghiêm cúng Phật. Mười hai, cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Mười ba, không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. Mười bốn, con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Mười lăm, nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết. Mười sáu, đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm qua. Mười bảy, đời nay sống lâu do nhân gì, kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều. Mười tám, đời nay mạng yểu do nhân gì, kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh. Mười chín, đời nay không vợ do nhân gì, kiếp trước tham mưu gian vợ người. Hai mươi, đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Hai mươi mốt, làm thân tôi đòi do nhân gì, kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Hai mươi hai, đời nay mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Hai mươi ba, đời nay đuôi mù do nhân gì,
kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. 24. Môi miệng xích thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. 25. Đời nay câm điếc do dân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. 26. Đời nay lưng gù do nhân gì, kiếp trước chê cười người lễ Phật. 27. Tay bị cong quẹo do nhân gì, đời trước đều là người tạo nghiệp. 28. Chân bị co rút do nhân gì, kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. 29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì, xưa thiếu nợ người không chịu trả. 30. Đọa làm heo chó do nhân gì, kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. 31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì, xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. 32. Đời nay không bệnh do nhân gì, xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. 33. Hằng bị lao tù do nhân gì, kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. 34. Đời nay chết đói do nhân gì, kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. 35. Bị thuốc độc chết do nhân gì, kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì, ác tâm lấn hiếp mưu hại người. 37. Đời nay lùng bé do nhân gì, kiếp trước xem kinh để dưới đất. 38. Nay thường thổ huyết do nhân gì, xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. 39. Đời nay ngu điếc do nhân gì, kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. 40. Ghẻ lát phong điên do nhân gì, xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 41. Thân có mùi hôi do nhân gì, xưa bán hương thơm tròn dối gian. 42. Đời nay chết treo do nhân gì, kiếp trước đem dây sang bẫy thú. 43. Quan quả cô độc do nhân gì, xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. 44. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì, cân non già thiếu lòng gian xảo. 45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì, kiếp trước gây quan tạo đối đầu. Muốn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. 46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh quả chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu Phục Liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết chân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Nhân quả luân hồi tạp lục. Ai nói luân hồi chuyện dẫn dơ, người dê chuyển kiếp lẹ không ngờ. Đốt lò hương hỏi niệm xưa cũ, nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ. Mạnh phu nhân. Điền Canh Giả, quan đề đốc tỉnh Quảng Tây, có bà vợ là Mạnh phu nhân, bẩm tính hiền lương nhưng chẳng may mất sớm. Khi Điền Công thuyền quan ở trấn Lương Châu, đêm trăng ngồi một mình nơi Nha Dinh, bỗng mơ màng như vào mộng, thấy phu nhân dung mạo cực đẹp từ trên ngọn cây phơi phới bay xuống. Công mừng rỡ cùng nhau hỏi chuyện, hàn huyên như thuở sanh bình. Phu nhân bảo:
Thiếp vốn là một vị thiên nữ, do túc duyên nên trước nay làm bạn với tướng công. Nhân duyên đã mãn, lại trở về ngôi cũ. Nay bởi còn chút duyên thừa nên mới đến viếng thăm. Công hỏi: tôi kết cuộc ở quan tước nào? Đáp: quan vị còn tăng không phải chỉ chừng ấy mà thôi. Hỏi: tôi thọ được bao lâu? Đáp: cơ trời khó nói. Tướng công lúc chết không về nơi hương lý, không ở chốn quan nha, không tại quán dịch bên đường, cũng không mất ở giữa chiến trận. Thời đến sẽ tự rõ. Hỏi: sau khi tôi chết còn được thấy nhau nữa chăng? Đáp: việc này đều bởi tướng công nếu cố gắng tu, khi sanh lên cõi trời tất sẽ được gặp, bằng không chắc có hy vọng. Sau Điền Tông đi chinh phạt giặc Miêu trở về, già yếu chết dưới trướng binh. Lai Tinh Hải. Lai Tinh Hải ngoại danh Lai Phục, người ở Tam Nguyên xứ Hiệp Tây. Ông thi đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vạn Lịch. Cha ông là Lai Thiếu Sâm, tính Điềm Đàm Kim Dường, cũng là một bậc tiến sĩ. Khi Tinh Hải chưa sinh, trong làng có một vị tăng pháp danh Lai Phục, dốt chữ, chỉ nhờ người dạy học thuộc lòng được phẩm Phổ Môn và Bát Nhã Tâm Kinh, ngoài ra không biết chi cả. Cách làng hơn 10 dặm, có khoảng sông cạn đầy cát. Đến mùa mưa nước tràn ngập, người đi lại rất lấy làm khổ sở. Sư Lai Phục không nề nhọc nhằn, tự thân đứng ra đắp đường làm cầu, có ai quyên trợ cũng đều từ tạ. Do đấy xa gần đều gọi sư là Phật Hòa Thượng. Có người thấy sư khổ hạnh dốt nát, gọi là Thuyết Hòa Thượng, Hòa Thượng Quê Dùng. Cũng có kẻ hiềm sư không chịu đi đám tụng kinh, nên gọi là Lại Hòa Thượng, Hòa Thượng Làm Biến. Duy tiến sĩ Lai Thiếu Sâm kính trọng sư, nên gọi là Hữu Hạnh Hòa Thượng. Sư không thích cầu cạnh người, lại không biết ý, thỉnh thoảng đến chùa nghe sư tụng hai thứ kinh và cúng dường giải gạo cùng các thức ăn. Một hôm Lai Công đang ngồi ở thính đường xử việc, chợt thấy Lai Phục đi qua. Công vội vã đứng lên đón rước, nhưng sư không đoái đến, đi thẳng vào nhà trong, kêu hỏi cũng chẳng đáp. Công đang lấy làm lạ thì giây lát có tin truyền ra là phu nhân sanh được một đứa bé trai. Thiếu Sâm vội sai người đến chùa hỏi thăm, mới hay sư vừa tọa quá. Công biết sư đã thác sanh làm con mình nên đặt ký danh là Lai Phục. Thuở thiếu niên, Phục cực thông minh, đọc rất nhiều sách, tin cả nghề thuốc và bách công kỹ nghệ. Lớn lên thi đỗ đi làm quan các nơi, kẻ nghe biết đến cầu trị bệnh, cứu được rất nhiều người. Khi lớn tuổi, ông cáo bệnh về quê, thường bảo người rằng: ta vốn là kẻ xuất gia, đi trên đường hoàng lộ đã lâu, e quên mất tính bản lai, biết làm sao. Lúc sắp chết ông lại nói: nay ta muốn trở về để nối thành công nghiệp cũ. Nói xong liền qua đời. Hạ Phùng Thánh. Hoàn tướng quốc Đề Binh là Hạ Phùng Thánh, trong niên hiệu Sùng Trinh, cùng gia nhân từ miền quê lên kinh sư. Thuyền vừa đến mũi Tầm Ngư thuộc dòng Cửu Gia, sóng to gió lớn chợt nổi lên. Hạ Công vội mặc triều phục, cầm hốt ra trước thuyền khẩn vái. Khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ, xác con quỷ đen liền xuống nước. Liền đó sóng gió dừng lặng. Công cho thuyền ghé vào bờ, thiết lễ cúng nơi miếu Đại Dương ở bên sông để đáp ơn thần phù hộ. Do duyên sự này, từ đó về sau dân chúng càng tin tưởng, đem hương đèn dê lợn dân cúng nơi miếu mỗi ngày thêm nhiều. Năm Sùng Trinh thứ 13, Kỳ Thân Dương muốn phục hưng đạo tràng quy ngưỡng, cho rước Tam Muội quan luật sư vào đất sở. Thuyền qua Cửu Giang, luật sư mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng: tôi là Tống Đại Dương, thủy thần ở sông Cửu Giang. Kiếp trước tôi cùng luật sư và Hạ Tướng Công, ba người là bạn đồng tu ở chốn Thâm Sơn. Luật sư không mê là chính nhân, nên đời này là bậc cao tăng. Hạ Công do phước duyên nên đến ngôi tể tướng. Còn tôi vì một điểm sai lầm trở thành vị thần hưởng quyết thực. Trước đây
Hạ Công bị con yêu nơi cây đại thọ ở mũi tầm ngư nổi sóng muốn lật thuyền. Tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ do sự việc đó mà dân chúng sát sanh đến cúng tế ngày càng thêm nhiều. E rằng tương lai tất bị đọa vào vô gián địa ngục. Ngày mai luật sư đi ngang qua đây, xin ghé vào miếu từ bi thọ ký cho. Lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết, để về sau dân chúng đừng sát sanh cúng tế nữa. Như thế niềm hân cảm, mối thâm ân sẽ vô hạn. Sau khi tỉnh dậy, luật sư ghi nhớ và nhất nhất làm y theo lời. Từ đó về sau, gian thuyền qua lại mũi tầm ngư quanh năm đều được yên ổn. Kẻ lữ hành chỉ dùng trai thực qua quả cúng tế mà thôi. Chuyện này cùng với việc thần hồ cùng đinh thác mộng cho vị sư con vua nước An Tức cầu cứu độ có phần tương đồng. Trích lục Trì Bắc Ngẫu Đảm. Chuyện vị lão tăng. Thế gian diễn hứa bi quan xạ, dục nhập tham thiền vàng kiếp không. Thời Trung Hoa dân quốc, cư sĩ Uông Hiểu Diên một hôm ra chợ, thấy vị lão tăng đứng ngó sững vào hàng thịt, trừng trừng nước mắt. Cư sĩ lấy làm lạ, hỏi duyên cớ. Lão tăng đáp: câu chuyện rất dài, xin được thuật phần đại khái. Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất, tôi là một tên đồ tể, hơn 30 tuổi mãn phận, hồn bị người bắt trói đưa đi. Minh quan trách là nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt bơ mà. Thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ. Tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi giết sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm. Nhưng vì đói quá, gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau. Trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ, đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ, chỉ tìm dũng bùn nằm dùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhuyễn dày, hằng mớ ướt, xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt, tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá, nhảy chạy càng, mong kéo hưởng mạng sống được phút nào hay phút ấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây khuyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe chở về, thân hình cùng đồng loại chất chồng đè lên nhau, máu huyết ứ động gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò bị lườn xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén chảo vạt để hai bên, lòng bắt đầu run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc quyết, thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh dao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, sau chỉ đên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến tắc hơi. Sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bây giờ hoảng hốt mê ly, như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Bình hoàng sẽ thấy kiếp trước còn có nghiệp lành, nên cho chuyển sanh làm người, tức là thân đời nay đây. Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết, thường nó đau đớn, nghe lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể, tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niềm giao cảm, bất giác thương tâm, không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói chỉ trỏ bàn tán phân dân. Bác hàng thịt được biết câu chuyện, sinh lòng sợ hãi, từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu. Trích lục Phật học Chỉ Nam. Thái thú họ Ngưu. Miền Tích Châu có Uông Tả Diên tiên sinh, biệt hiệu là Sĩ Khang. Trong niên hiệu Gia Khánh, Uông thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm quyền lịnh ở Tứ Xuyên.
Dưới quyền quản lãnh của tiên sinh có viên thái thú họ Ngưu, vốn là hàng đồng niên và đã chiếm Á Nguyên ở bản tỉnh. Quan thái thú này bàn tay mặt là tay người, còn bên trái lại là móng ngựa. Ông nhớ rõ việc ba kiếp trước từng thuật với tiên sinh rằng: đời trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Miêu tàn sát quá nhiều nên Minh Quang phạt cho chuyển kiếp làm ngựa. Khi sinh ra đã đổi thành thân ngựa ở trong tàu, tự bị thường la ré nhảy cắn, không ăn mà chết. Minh Ti quở là cưỡng lệnh đánh phạt, rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này vì sợ bị trách phạt nên không dám cầu chết. Khi lớn lên được một vị tướng quan chọn lựa để cưỡi, viên tướng này tính tình nóng nảy hung bạo nên thân mình hằng bị roi giọt, trăm điều thống khổ. Một hôm vị tướng đánh giặc thua, quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng Bôn Đạo chạy thoát đến một khe núi rộng ước hơn một trường, bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, song chủ tướng có thể đào sinh, như không vượt qua tất chủ bị binh giặc theo giết. Nghĩ xong liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi, bụng bị đá nhọn đâm rách ruột mà chết, vị tướng nhờ đó mà thoát nạn. Sau khi tôi chết, Minh Ti khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển làm thân người, lại là giám quan lên đến bậc tứ phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, quỷ tốt lấy da ngựa khoác vào mình, đến khi trở lại làm người lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa, da dính khắn vào thân, quỷ dùng dao lột da đau đến tận xương tủy. Khi dao đạch đến móng lại càng đau đớn không thể nhẫn. Nhân mới lén lút giấu bóng chân đằng trước, quỷ tốt cũng không để ý phát giác. Cũng ngờ vì duyên cớ đó mà lúc chuyển sanh bàn tay trái lại thành móng ngựa. Kể chuyện xong, thái thú bảo Uông Tả Viên rằng: lộc vị của tôi chỉ đến chừng này, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy sẽ tự tận. Sao việc quả nhiên. Dung Ai bút ký. Giết dê hại vợ. Lưu Đạo Nguyên làm quan quyền tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần. Đêm ấy ông mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này, vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị Minh Quan xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi đang ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đãi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng vì trong bụng hiện mang thai dê con, nếu nó nhân đó mà chết theo thì tội lỗi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại thì dê cái đã bị giết. Cả nhà nghe nói khóc trống, nhét dê con trở vào bụng dê cái rồi đem đi chôn. Phạm dâm trả quả. Trần Sinh ở Động Đình, nhà rất nghèo nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh. Nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần tính hai chiều chuộng nên bợ lại khéo mua bán, nên chẳng mấy năm tư gia có đến ngàn lượng vàng. Một hôm ông bỗng vướng bệnh nằm liệt vài ngày, rồi trỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ rồi giết người chồng, kẻ cầm dao giết chính là tôi. Nay Minh Dương cho quỷ đến bắt, quan trái tức phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu. Nói xong từ nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại dùng lấy hai ngón tay móc đôi tròng mắt lôi ra, giây phút liền tắt thở. Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết. Bất hiếu đọa làm heo. Hầu Nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu, bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin. Hầu Nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Vợ con khóc lóc can gián y cũng không nghe. Chẳng bao lâu khắp Bình Nhị sanh ghẻ độc lở lói, hành hạ đau nhức cho đến lúc y mãn phận. Sau khi chết, Hầu Nhị về ứng mộng cho con thấy bảo rằng: do cha ngỗ nghịch bất hiếu
nên bị phạt đọa làm heo ở nhà Trương Nghị, nơi cửa Tuyên Võ tại Kinh Sư. Con nên qua đó mà chuộc mạng cha, nếu để trễ e không kịp. Thức dậy, đứa con y theo lời tìm đến nhà Trương Nghị. Quả có heo nái vừa mới sanh ra mấy heo con, trong đó một con heo mình thú mặt người, có râu mép, trạng màu giống cha mình. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa ra 10 lượng vàng xin chuộc đem về, nhưng Trương Nghị không nghe, đem heo con ra giết. Việc này xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh. Dùi trong bếp lửa. Bên nhà một phú ông ở Qua Đỉnh có thân cây khô rất to. Ông sắp đốn thì đêm lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới, xin hãy thông thả chậm lại ít hôm cho dời đi. Phú ông biết trong cây có vật lạ, sai người trèo lên nhìn xem, thì thấy cây đó bọng ruột, trong bọng cây vô số rắn lạ nằm khoanh. Ông liền bảo đầy tớ chất củi đổ dầu đốt cháy cây ấy. Lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm, phú ông đắc ý vỗ tay khả cười. Không bao lâu, ban đêm phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà. Ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa, nhưng lại tịnh nhiên không có chi cả. Việc như thế xảy ra nhiều lần rồi đều lặng lẽ, cả nhà không thấy làm lạ. Đêm nọ đứa tớ gái trộm củi đem nấu đồ riêng, bỗng lửa phát cháy đỏ. Phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ, nằm nghỉ luôn không thức dậy. Nhưng lần này nhà cháy thật, cả gia quyến đều bị vùi thân trong lửa. Kiếp trước hiến vàng tô điểm Phật, đời nay làm quan tại vì sao? Kiếp trước xây cầu đắp đường làm lộ, đời nay cưỡi ngựa ngồi kiệu. Kiếp trước dân y cúng dường chư tăng, đời nay mặc gấm mặc lụa. Kiếp trước cơm gạo bố thí người nghèo, đời nay có ăn có mặc. Kiếp trước dân gạo cúng chùa, đời nay nhà cao lầu gác. Kiếp trước xây dựng chùa cất nhà mát, đời nay trường thọ phước lộc. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay mặt mày trang nghiêm tại vì sao? Kiếp trước tụng kinh niệm Phật, đời nay thông minh trí tuệ. Kiếp trước tràng phan nghiêm cúng Phật, đời nay vợ chồng hạnh phúc. Kiếp trước kính trọng người cô độc, đời nay cha mẹ song toàn. Kiếp trước mở chuồng phóng sanh thả chim, đời nay đông con nhiều cháu. Kiếp trước hay phóng sanh thả cá, đời nay sống lâu. Kiếp trước khinh thường coi rẻ chồng, đời nay quả phụ. Kiếp trước dông ân bội nghĩa, đời nay làm thân nô tỳ tại vì sao? Kiếp trước hiến dầu đốt đèn cúng Phật, đời nay mắt sáng. Kiếp trước chửi cha mắng mẹ, đời nay căm ngọng tại vì sao? Kiếp trước chê cười lại Phật, đời nay gù lưng. Kiếp trước thiếu nợ không trả, đời nay làm trâu ngựa. Kiếp trước cúng dường tam bảo góp của phước điền, đời nay không quan chức cũng giàu sang. Kiếp trước hiến thuốc cứu mạng người, đời nay khỏe mạnh tại vì sao? Kiếp trước ác tâm hại người, đời nay cô đơn khổ cực. Kiếp trước giảng kinh thuyết pháp, đời nay công đức vô lượng. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay thêm đẹp đẽ dung nhan. Kiếp trước hiến giải giúp tăng ni, đời nay không mặc gấm cũng mặc lụa. Kiếp trước cúng gạo cho chùa, đời nay ở nhà cao cửa rộng. Kiếp trước cứu giúp người nghèo, đời nay được phú quý hiển dinh. Kiếp trước phóng sanh bất sát, đời nay con cháu đầy đàn. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước
thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước, đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật sức môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật sức môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị xét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình.
Kinh Nhân Quả Ba Đời, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Thưa tất cả quý vị Phật tử, quý vị thường học hỏi Phật Pháp và đi chùa, quý vị có biết chúng ta bị luân hồi sanh tử trong lục đạo là do cái gì dẫn mình đi không? Quý vị thử trả lời coi. À, nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo. Như vậy, người tu biết cái nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi lục đạo, mà lục đạo là khổ hay vui? Lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, có chỗ gọi là ngũ thú. Ngũ thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Năm con đường hay sáu con đường là do động lực nghiệp nó dẫn mình đi. Như vậy chúng ta tu, có ai muốn mình tu rồi xuống địa ngục ngồi không? Chắc không ai muốn hết. Như vậy quý vị muốn đi đâu? Muốn giải thoát. Bởi vì cái tu chúng ta có hai bậc. Bậc thứ nhất là tu để lựa chọn. Nếu còn luân hồi sanh tử thì mình đi trong những đường tốt, đường lành, phải không? Nếu còn giỏi nữa thì thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, gọi là giải thoát sanh tử. Bây giờ đây tôi chú trọng nhất là mình ở trong sanh tử mà có chọn lựa kỹ càng. Quý vị thấy mọi người sinh ra có mặt ở đây, mình có biết chọn lựa không? Hay là ra đây có mặt vậy thôi, không một ý chọn lựa nào hết? Nhưng bây giờ muốn ngày mai mình còn trở lại trong luân hồi sanh tử, mình nên chọn lựa hay không chọn lựa? Chắc phải chọn lựa kỹ, phải vậy không? Chọn lựa chỗ nào đáng tới thì tới, chỗ nào không đáng tới thì tránh đi. Như vậy là quý vị biết tu, cho nên chúng ta muốn ở trong dòng lục đạo luân hồi mà bỏ thân này, chúng ta mang thân sau, nó sẽ hơn bây giờ, chứ đừng có để thua, có phải vậy không? Đó là các Phật tử đều mong muốn. Như vậy thì làm sao bỏ thân này, rồi chúng ta biết chắc rằng thân sau sẽ hơn, quý hơn, đẹp hơn và đức hạnh hơn, chứ không có bằng và thua thân này. Đó là gốc của sự tu. Quý vị thấy nghiệp là cái dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử như thế, thì nghiệp nó có quan trọng đối với sự tu hay không? Đối với sự tu, nghiệp là một cái rất hệ trọng. Nếu không biết nghiệp như thế nào thì mình tu được không? Bởi vậy hôm nay tôi nói về nghiệp cho quý vị thấy rõ. Nếu chúng ta biết rõ nó rồi thì trên đường tu chúng ta mới có thể chọn lấy lối đi rõ ràng, đầy đủ ý nghĩa, theo chỗ mình muốn. Như vậy nghiệp là cái gì? Quý vị biết nghiệp là gì chưa? Hay là chỉ biết cái tên thôi? Đúng ra nghiệp là chữ Hán, dịch từ chữ Phạn, gọi là Cạt Ma. Cạt Ma Trung Hoa dịch là nghiệp, nghĩa của nó là những hành động. Hành động chúng ta lặp đi, lặp lại nhiều lần thành thói quen. Cái thói quen đó gọi là nghiệp. Cũng như một cô giáo dạy học, từ khi ra trường rồi cứ dạy học, từ năm này qua năm khác, cứ trở đi trở lại dạy như thế thành thói quen. Những người cùng làm cô giáo với nhau gọi là gì? Bạn đồng nghiệp. Như vậy thì dễ hiểu, nghiệp là hành động của chúng ta, mà hành động đó theo một thói quen. Thói quen đó thành tựu rồi gọi là nghiệp. Như vậy, quý vị thì nghiệp đã dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử chưa? Nhưng mà nghiệp đó là hành động của ai? Phải của trời, của Phật không? Hành động đó chính là hành động của mình, nó dẫn mình đi. Cho nên trong kinh Phật dạy, chúng ta làm chủ tạo nghiệp,
chúng ta lại thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo ra. Chúng ta làm chủ tạo nghiệp, rồi chúng ta thừa kế cái nghiệp của mình đã tạo. Nghe như vậy, quý vị thấy dễ hiểu không? Bây giờ hành động đó là hành động của ai? Là của mình phải không? Tức là mình làm chủ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, từ thuở bé khoảng 10 tuổi, tất cả có ai ghiền cái gì không? Có ai ghiền trầu, ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền áp phiện không? Chắc không có. Không có ai ghiền hết. Như vậy, cái tuổi đó mọi người đều không ai ghiền. Nhưng đến chừng 40, 50 tuổi, quý vị có ghiền không? Kẻ ghiền cái này, người ghiền cái kia. Như vậy, cái ghiền đó từ đâu mà ra? Từ chính một mình. Mình làm chủ, mình tập. Thí dụ như lúc 9, 10 tuổi, rồi lần lần 13, 14 tuổi, thì mấy chú thanh niên thấy người lớn cầm điếu thuốc hút, tưởng là sang rồi bắt chước tập cầm thuốc hút. Hút mãi rồi lớn lên thành thói quen. Thói quen đó gọi là ghiền thuốc phải không? Như vậy lúc mình tập, mình là người làm chủ để tập, nhưng khi ghiền thuốc rồi thì mình muốn bỏ, mình có làm chủ được không? Như ghiền rượu, nếu có một người ghiền rượu nặng tới cử uống rượu mà không có tiền mua thì lúc đó làm sao? Ủa oẹ, đủ thứ phải vậy không? Chịu không nổi phải đi kiếm chỗ này chỗ kia mua chịu để có mà uống. Như vậy hồi mới tập đâu bị nó dẫn, mình tự ý muốn uống thì uống, muốn không thì không. Nhưng khi đã ghiền rồi thì lúc đó hết làm chủ được, mà ngược lại nó làm chủ lại mình. Như vậy, nghiệp là cái chúng ta tự tạo. Ta làm chủ tạo thành thói quen, rồi thì nó làm chủ lại chúng ta. Đó, quý vị thì có đáng sợ chưa? Như vậy thì chúng ta tu là tu cái gì? Là làm sao chúng ta đừng tạo cái nghiệp xấu phải không? Mà phải tạo cái nghiệp lành, nghiệp tốt. Ví dụ có người mỗi chiều đi lại quán rượu, người khác mỗi chiều đến rạp hát, người kia thì chiều tối họ đi chùa tụng kinh. Người đi xem hát, người đi uống rượu, người đi tụng kinh, ba người đó ai tạo nghiệp gì? Nghiệp nào tốt, nghiệp nào xấu? Như vậy quý vị đi tụng kinh lâu rồi quen, rồi cứ tới giờ đó không đi tụng kinh mình cảm thấy buồn. Cũng như người đi coi hát quen rồi, cứ tới giờ đó không đi coi mình cũng thấy buồn. Người đi quán rượu quen rồi, cứ tới giờ đó không đi thì ngáp dài ngáp ngắn, phải vậy không? Như vậy thì cái thói quen đó là do mình tập, mà khi mình tập, mình biết chọn lựa cái gì để mà tập, chọn lựa cái nào hay, cái nào tốt, cái nào có lợi ích mà tập, đó là tu. Còn không biết chọn lựa, lại tập những cái dở, cái xấu, thì đó là tạo nghiệp khổ. Như vậy, quý vị biết nghiệp là động cơ dẫn mình đi trong luân hồi để chịu khổ, để được vui. Như vậy, nghiệp từ đâu mà ra, quý vị biết không? Nghiệp từ thân, miệng, ý của mình mà ra. Tam nghiệp, thân, khẩu, ý. Hành động thiện thì gọi là nghiệp lành, hành động ác gọi là nghiệp dữ. Nói lời lành là nghiệp lành, nói lời ác là nghiệp dữ. Khởi nghĩ điều tốt là nghiệp lành, nghĩ điều xấu là nghiệp dữ. Ba cái thân, khẩu, ý của ai? Của mình. Quý vị mới thấy đạo Phật dạy cho chúng ta biết chúng ta là chủ trong mọi sanh tử phải không? Mình tạo nghiệp, mình tạo cái mầm luân hồi chứ gì? Mình muốn luân hồi chỗ tốt thì tạo nghiệp tốt, mình muốn luân hồi chỗ xấu thì tạo nghiệp xấu. Mình làm chủ trọn vẹn, chứ không phải ông trời, ông Phật nào làm chủ. Như vậy, đạo Phật cho chúng ta một cái tự do lựa chọn. Chúng ta chọn cái nào tốt thì chúng ta nhờ, chọn cái nào xấu thì chúng ta chịu, chứ đừng kêu trời kêu Phật. Thí dụ có người sinh ra trong một hoàn cảnh khổ nghèo thì lại trách là trời Phật hại tôi.
còn sanh trong hoàn cảnh sung sướng thì nói trời Phật gia hộ cho tôi. Cái đó là mình tưởng mà mình nói, chứ Phật không chịu. Phật nói được cảnh tốt chính là do mình tạo nghiệp tốt, gặp cảnh xấu là do mình tạo nghiệp xấu, chứ không phải tại trời Phật nào tạo cái xấu cái khổ cho mình hết. Như vậy quý vị mới thấy chúng ta là chủ để chọn lấy con đường đi ngày mai cho chúng ta, và chúng ta sẽ theo con đường chúng ta chọn, không được đi lối khác. Nếu mình đã chọn rồi thì phải theo đó mà đi. Cũng như quý vị thấy hiện giờ có những học sinh sắp ra trường, thì khi họ ra nghề, nghề nào họ muốn thì họ tập nghề đó, rồi sau này họ làm nghề đó. Ví dụ như tập nghề thầy giáo cô giáo, thì sau này họ làm nghề cô giáo thầy giáo. Tập các nghề lao động khác thì sau này họ sẽ làm các nghề lao động khác. Tùy sự lựa chọn của mình sẽ theo nghề của mình chọn mà sống. Nghiệp thiện, nghiệp ác cũng vậy. Hiện nay chúng ta chọn nghiệp, về sau chúng ta sẽ thừa hưởng hay thừa kế cái nghiệp đó. Biết như thế rồi, quý vị mới thấy chúng ta tu là tu làm sao? Chúng ta bây giờ tu là tu cái gì? Có nhiều vị Phật tử than rằng, tôi bệnh hoạn quá, làm sao mà tu cho được? Quý vị có nghe người ta than như vậy không? Đó là họ chưa biết tu. Họ tưởng rằng tu là phải đi chùa cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, niệm Phật cho hay. Tụng kinh, đi chùa, niệm Phật mới tu, còn ngồi ngoài chợ bán thì thôi khỏi có tu. Nhưng đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Đây tôi chỉ cho quý vị thấy tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Nghiệp ác là từ đâu? Từ hành động của thân, như thân mình làm điều gì thì lựa lành mình làm, giữ mình tránh. Đó là mình tu. Tôi thí dụ như mình là người buôn bán, mình bán hàng. Cái món hàng mình để bên đây là đồ thiệt, bên kia là đồ giả. Bây giờ có người khách lại mua đồ thiệt, trả giá được rồi, người khách vừa xoay mặt đi chỗ khác, mình lấy đồ giả mình tráo qua, thì hành động đó thiện hay ác? Ừ, hành động đó là ác, có phải vậy không? Như vậy là không biết tu. Nếu có người hỏi mua đồ thiệt thì mình bán đồ thiệt đâu đó đàng hoàng, tuy cũng mua bán mà đâu có phải là ác. Nếu quý vị ra ngoài đường thấy bà cụ già hơn mình, tay xách giỏ nặng quá, mình hỏi, thưa bà đi về đâu? Bà nói, tôi về con đường thẳng đó. Thấy về cùng con đường với mình xách giùm bà và tới chỗ giao lại cho bà rồi mình đi, không cần ơn nghĩa gì hết. Hành động đó là thiện hay ác? Đó là hành động thiện. Như vậy quý vị có tu chưa? Như vậy là tu rồi. Cái việc đó quý vị nghĩ là ai cũng làm được phải không? Mình đi ngoài đường mình cũng làm được như vậy. Lựa là phải tới chùa mới làm đâu. Giả sử ngồi bán hàng, quý vị bán món hàng đó đáng là 1.000 đồng. Có người khách lại hỏi mua, quý vị nói thách là 1.200 đồng. Khi nói là 1.200 đồng, nghĩ rằng họ sẽ trả 1.000 đồng bán là vừa. Nhưng họ không trả giá 1.000 đồng, mà trái lại họ chỉ trả có 300 đồng. Nghĩ có nổi giận không? Nếu khi đó quý vị là người bán hàng không biết tu thì sẽ làm sao? Nổi giận rồi la hét người ta, có phải vậy không? Mà la hét rồi thì cái miệng mình nói lời lành hay dữ? Lời dữ là không biết tu, là tạo nghiệp ác. Còn trái lại, mình mà biết tu thì họ trả giá như vậy, thì mình chỉ cười. Chị trả chưa tới giá, bán không được, chị mua chỗ khác. Bởi vì người ta trả giá, chứ người ta đâu có lấy đồ mình mất đâu mà la. Hễ trả vừa giá thì bán, không vừa thì thôi. Mình bán không được thì của mình cũng còn nguyên đó, chứ có mất đi đâu. Như vậy, quý vị thấy ngồi giữa chợ có tu không? Chính nơi đó mới thật là tu. Tu như vậy mới là tu chân chính. Chớ đi vô chùa lạy Phật cả chục lạy, Phật cũng không gật đầu. Giả sử mình có vô lễ, Phật
Phật cũng không lắc đầu. Phật làm thinh, không có khen mà cũng chẳng chê. Chỉ có kẻ phàm phu ở thế gian, họ mới có khen, có chê. Mình làm điều tốt thì họ mừng, họ khen. Mình làm điều xấu thì họ giận, họ chê. Như vậy thì tu với chúng sanh, chứ đâu có tu với Phật. Mà Phật tử của mình bây giờ chỉ tu với Phật, chứ không có tu với chúng sanh. Nhiều khi đi chùa tụng kinh, tụng kinh trước Phật thì nghiêm trang lắm, tề chỉnh lắm. Nhưng ra đường rồi thì ai sao mình vậy, ăn thua đủ. Không thua ai một lời nào hết. Như vậy là biết tu chưa? Đó là đâu có biết tu. Bởi vì nếu biết tu là sửa nghiệp ác thành nghiệp thiện. Những lời nói ác ngày xưa chưa biết thì mình có thể nói thành tội lỗi vì nói lời ác. Nhưng bây giờ thì biết rồi thì dè dặt từng một lời nói. Một lời nói thốt ra mình cân nhắc rõ ràng. Đáng nói lời lành, lời thiện mới dám nói, chứ không dám nói một lời ác. Như vậy quý vị thì ra chợ mình cũng tu phải không? Rồi bây giờ về nhà có tu không? Gặp con chồng mà nói rầy gì đó, có nổi quạo không? Đi bán ngoài chợ mệt rồi, về nhà gặp chồng con, còn nói lời này lời nọ, liền nổi tức lên, thì lúc đó có tu không? À, lúc đó thì tha hồ muốn nói lời gì thì nói. Như vậy cho nên chồng con mới nói, tu gì? Tu hú chứ tu gì? Tu gì mà còn hung dữ quá? Đó là tại quý vị chưa biết tu, chứ về nhà với chồng con, với người trong gia đình mình cũng phải tu nữa. Bởi vì ngoài chợ quý vị thấy tu, nhưng mà chưa khó bằng ở trong nhà. Tu với người ở trong nhà dễ hay khó? Khó. Như vậy thì về nhà còn tu nhiều hơn nữa. Thay vì hồi xưa quý vị đi làm mệt, về con cái nó nói một lời không vừa ý mình thì mình la hét. Bây giờ mình biết tu rồi, con cái nó có làm trái ý mình thì mình cũng bình tĩnh, nói nhỏ nhẹ, hòa nhã, từ từ. Đó là quý vị biết tu. Như vậy quý vị đi chùa về nói chuyện rất hiền hòa. Hồi xưa la hét, bây giờ hiền hòa thì con cái nó khen hay chê? Ồ, má tôi hay quá, mới đi chùa có mấy tháng mà tiến bộ như vậy. Còn nếu đi chùa tụng kinh mà về nhà thì la hét, như vậy thì nó nói làm sao? Má không có tu gì hết. Quý vị mới thấy cái tu của chúng ta lầm rồi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đi chùa mới tu, giờ tụng kinh mới tu thì ít quá. Một ngày có 24 tiếng mà mình ngủ hết 7-8 tiếng, còn bao nhiêu giờ còn lại mình phải tu luôn luôn, chứ đâu phải tới chùa tụng kinh một tiếng đó là tu. Còn ngoài ra thì tha hồ. Mười mấy tiếng đồng hồ tạo ác, rồi tu có một giờ thì làm sao gỡ cho kịp, làm sao chuộc cho hết. Bởi vậy tu là phải tu quanh năm mãn tháng, trọn ngày, chứ không phải chỉ có tu một lúc mà thôi. Mọi hành động của quý vị, hành động nào cũng phải chọn lựa. Hành động ác thì không làm, hành động thiện thì cố gắng làm, đó mới chính là tu. Một lời nói dữ thì không nói, lời nói hiền thì nói, đó là tu. Một ý nghĩ xấu thì dừng lại, đừng cho nó nghĩ. Ý nghĩ tốt thì tiếp tục nghĩ, cho nó phát triển, đó là tu. Như vậy quý vị có thấy lúc nào là lúc không tu không? Ngồi chơi, vừa khởi nghĩ giận ai đó thì bỏ liền, đó là xấu, không dám nghĩ phải không? Vừa khởi nghĩ biết đó là xấu, không dám nghĩ. Nghĩ đến việc người kia nghèo, tội nghiệp, họ đương khổ, mình nghĩ cách giúp họ, thì cho nó nghĩ. Nghĩ như vậy đó là tu. Quý vị thấy thân mình, miệng mình luôn luôn chọn cái nghiệp lành mà làm, nghiệp ác mình tránh. Đó là mình muốn luân hồi trên đường nào? À, đường người và đường trời phải không? Nếu ai động tới mình làm hung dữ với người ta, đó là mình chọn đường nào? Có ai nói rằng tôi đi chùa để sau này tôi chết xuống địa ngục không? Chắc là không có. Ai cũng muốn mình đi chùa để sau này mình chết, mình được lên cõi người, cõi trời phải không?
còn cao hơn nữa là về cực lạc hay nhập niết bàn, chứ không ai muốn trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hết. Mà như vậy, cái nghiệp ác là cái nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nghiệp lành là quải người, quải trời và các quải trên nữa. Như vậy, chúng ta tu là chọn lấy nghiệp lành mà tu, phải không? Còn cái nào ác, chúng ta phải tránh, phải chừa. Như vậy thì quý vị thị lúc nào cũng tu. Ở chợ thì quý vị tu với người mua bán ngoài chợ, về nhà thì tu với mọi người trong gia đình. Chờ trên thuận dưới hòa thì đó là tu, chứ đâu phải chỉ có tu với Phật, tu với chùa. Nhiều khi quý vị Phật tử không biết, cứ nghĩ rằng đi chùa nhiều mới tu, nên bỏ cả công ăn việc làm để đi chùa. Sau khi đi chùa về, ở nhà thấy công việc bê bối, bị người ta la rầy, thì mình nói làm sao? Tôi tu mà bị nghiệp nó khảo quá, phải không? Tu bị nghiệp nó khảo, khảo gì đâu, tại vì mình tu không đúng. Công việc ở nhà thì cứ việc ở nhà làm, chừng nào rảnh thì mới đi chùa. Phật đâu có bắt buộc mình, chỉ cần là làm sao chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện, đó là then chốt của tu. Còn nếu mình muốn được đi chùa nhiều, muốn được tụng kinh nhiều, mà ba nghiệp ác không chừa, thì tu đó là bị người ta kêu ngạo làm sao? Nghĩa là tất cả người đời chỉ nhìn thấy người tu, như chẳng hạn thấy bà đó đi chùa nhiều, bà đó tụng kinh giỏi, mà về nhà thì cứ là oai oải trong nhà hoài. Họ không chịu nổi, rồi họ nói làm sao? Nhiều cách họ nói lắm, nào là tu hú, nào là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm, vân vân. Cái đó là do Phật tử không biết tu mà bị người ta chế nhạo. Chứ nếu mà mình biết tu là sửa cho cái nghiệp của mình từ cái nghiệp xấu, nghiệp ác thành cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng coi, nếu một người Phật tử nào đó thân không dám ác, miệng không dám nói một lời ác, ý không dám nghĩ một điều xấu, thì người đó ở trong gia đình có thắc mắc, có rầy rà không? Bởi vì đâu có nói ác mà sinh chuyện rầy rà, phải không? Mà nếu trong gia đình cả ngày không thắc mắc, không rầy rà, thì gia đình đó có hạnh phúc không? Đó mới chính là nguồn hạnh phúc, phải không? Rồi ra ngoài xã hội, cả ngày mình không dám nói một lời nói nặng ai, cả ngày mình không dám nghĩ xấu ai, thì tự nhiên mình được vui, mọi người được an vui. Như vậy, trong gia đình thì hòa nhã an vui, ngoài xã hội thì cũng đều an vui. Tu như vậy mới thật là tu chứ. Một người tu thì đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cũng đem lại hạnh phúc cho thế gian nữa. Như vậy mới thật là tu. Còn Phật tử mình bây giờ, tu đó thì ham tu, mà về nhà thì rầy rà om sòm, phải không? Nghĩa là hiền với huynh đệ mà không hiền với con cháu, có phải vậy không? Có nhiều khi con cháu làm trái ý gì thì la mắng đủ chuyện, cho nên rồi cũng bị người ta phê phán ở chỗ đó. Cũng như bên Nhật có bà già, bà niệm Phật giỏi lắm, cầm chuỗi niệm hoài, nhưng mà niệm Phật lúc nào niệm thì niệm, dừng niệm lại thì rầy la con cháu om sòm. Thằng con thấy vậy nó buồn mới nói, má à, má niệm Phật thì má niệm Phật đi, tại sao má cứ rầy ra hoài thì nó sao lãng, thì làm sao Phật chứng cho má? Bà mới nói, khi nào tao niệm Phật thì cái tiếng tao niệm Phật thông cảm cho tao, còn khi nào tao rầy tụi bay biết cho tao. Bà chia làm hai phần, phần niệm Phật thì dành cho Phật, có phần rầy thì dành cho con cháu. Như vậy thì quý vị thấy tu chia làm hai phần, phân nửa tu với Phật, phân nửa giữ thì cho gia đình. Bởi vậy cho nên chúng ta phải làm sao vừa tu với Phật mà vừa tu với người thế gian nữa, thì cái tu đó mới là trọn, phải vậy không? Tu như vậy mới là hay. Đó là tôi nói cái nghiệp của Phật tử chúng ta muốn tu, muốn chọn đường đi ngày mai được an vui hạnh phúc, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải tu. Tu tức là
bỏ nghiệp ác, làm nghiệp thiện phải không? Bởi vậy cho nên, trong một bài kinh, có một người ngoại đạo đến hỏi Phật: Thưa Ngài Cổ Đàm, cái gì định đặt con người sinh ra có kẻ nghèo nàn khổ sở, có người thì giàu sang sung sướng, có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì bệnh hoạn, có người thì khỏe mạnh, có người thì thông minh, có người thì ngu tối. Vậy cái gì định đặt ra có người giàu sang sung sướng, người thì nghèo nàn khổ sở, có người thì sống dài 70 đến 80 tuổi, có người chết yểu, có người nghèo đói, người dư giả, có người thông minh, có người ngu tối. Tại sao vậy? Cái gì định đặt ra? Nghe xong Đức Phật trả lời: Tất cả những cái sai biệt giữa con người với nhau, đó là do từ nghiệp mà nó định đặt ra. Nghiệp định ra có người có ưu có liệt. Người đó lại hỏi: Nghiệp gì khiến cho người đó sống lâu? Nghiệp gì khiến cho người kia chết yểu? Phật dạy: Những người không sát hại chúng sanh, người đó do cái nghiệp đó mà họ được sống dài. Còn những người nào hay giết hại chúng sanh thì cái nghiệp đó khiến họ bị chết yểu. Đó, quý vị thấy rõ không? Cái nghiệp đó có công bằng không? Mình ưa giết người ta thì mình phải chết yểu, còn mình hay cứu người ta thì mình được sống dài. Vậy bây giờ sống được 80 đến 90 tuổi là do đời trước họ ít có giết hại ai, còn bây giờ mới mười mấy 20 tuổi mà chết, đó là vì nghiệp sát đời trước nó còn. Tại sao có người bệnh hoạn nhiều, có người lại khỏe mạnh? Do cái nghiệp gì mà người đó khỏe mạnh, do cái nghiệp gì mà người đó bệnh tật? Phật trả lời: Do cái nghiệp làm đau khổ cho người, cho chúng sanh, nên bây giờ bệnh hoạn nhiều. Do cái nghiệp an ủi, giúp đỡ người qua những cơn buồn khổ, cho nên bây giờ người ấy ít bệnh hoạn. Như vậy, ai làm khổ cho người ta nhiều thì bây giờ họ phải bệnh hoạn khổ đau. Ai làm cho người ta vui tươi khỏe mạnh thì người đó được cái nghiệp tươi vui. Như vậy có công bằng không? Tại sao có người sanh ra, cha mẹ họ lại giàu sang sung sướng, họ vừa lọt lòng ra là đã sang cả rồi, còn có người vừa mới sanh ra là đã nghèo đói đủ thứ khổ? Cái nghiệp gì vậy? Phật dạy: Bởi vì đời trước họ biết làm lành, bố thí, biết giúp đỡ người nghèo đói, bệnh tật, cho nên đời này sanh ra họ được trong cảnh giàu sang sung sướng. Còn những người nào không biết giúp đỡ người mà lại còn gian tham, rút tỉa của người, cho nên đời này họ phải sanh ra trong cảnh nghèo đói. Như vậy quý vị thấy, cái nghiệp của mình tạo ra đời trước thì bây giờ mình phải chịu. Còn nghiệp gì người đó sanh ra được thông minh, còn người kia lại ngu tối? Quý vị thấy, có người học ít hiểu nhiều, có người học hoài không biết, không nhớ gì hết là tại sao? Phật nói: Tại vì người đó trước kia tạo cái nghiệp siêng năng nghe pháp, tìm hiểu chánh pháp, do tìm hiểu và siêng năng nghe đó mà sau này được cái nghiệp thông minh. Còn người lười biếng, không chịu tìm hiểu và nghiên cứu chánh pháp thì đó là cái nghiệp ngu tối. Như vậy chúng ta nghiệm thi, tất cả cái quả mà chúng ta có dây gốc là từ cái nhân chúng ta gây thuở trước, chứ không phải bỗng dưng mà nói như vậy. Biết như thế rồi, chúng ta muốn ngày mai được cái gì thì bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, phải tạo sẵn. Bây giờ mình biết tạo để dành mai kia, mình mới hưởng được. Còn mình không tạo để dành thì mai kia có đâu mà hưởng. Như vậy nếu chúng ta sanh ra trong cảnh nghèo đói thì có oán trách trời đất không? Có oán không? Không oán. Tại sao chúng ta không oán? Vì biết đó là cái nghiệp trước chúng ta đã tạo, không khéo bây giờ mình phải chịu. Còn nếu chúng ta sanh ra mà được cảnh giàu sang sung sướng, chúng ta có tự cao ngã mạn không? Vì chúng ta biết là cái nghiệp lành đời trước mình tạo.
mà ngày xưa chúng ta biết tạo nghiệp lành thì bây giờ mới được hưởng quả lành. Nếu chúng ta mà tự cao ngã mạn thì làm cho cái nghiệp lành nó giảm bớt đi. Bởi vậy, cái nghiệp là cái dẫn mình đi tới chỗ tốt, dẫn mình đi tới chỗ xấu. Mà nghiệp là chính mình làm chủ tạo, cho nên tu là quý vị phải biết nó rõ. Chúng ta là người tạo điều kiện cho chúng ta lâm vào chỗ xấu, chứ không ai khác, phải vậy không? Như vậy thì mới thấy cái gốc của sự tu. Nhưng mà bây giờ có người họ nói rằng, thân này hay là hành động của mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác như vậy, thì cái thân này hoại rồi, thì cái hành động nó cũng mất. Như vậy nghiệp nó còn hay mất? Đa số đều nghĩ rằng, bây giờ mình tạo, mà ngày kia thân này hoại rồi, chắc nghiệp nó mất. Nhưng sự thật nó không mất. Trong kinh Phật thường nói, nghiệp nó theo mình như hình với bóng vậy, không bao giờ mất. Mình ở đâu thì nó ở đó. Cho nên đời này đời sau nó có liên hệ tùy theo nghiệp của mỗi người. Bây giờ tôi thí dụ như vậy, quý vị sẽ coi có đúng hay không. Thí dụ có người làm thầy giáo, có người là một nhà buôn bán lớn giàu có. Hai người đó có cái duyên phải đi qua một con sông lớn để dời chỗ ở. Khi đi, người giàu có xách 2-3 vali tiền, đủ đồ hết. Còn ông thầy giáo thì chỉ có cái cặp táp nhỏ thôi. Khi đi qua giữa sông thì bất thần gặp sóng to làm chìm thuyền. Khi thuyền chìm thì mạnh ai nấy lo lội để mà thoát chết. Ông thầy giáo có cái cặp thì cũng mất, ông nhà giàu thì quần áo tiền bạc cũng mất hết. Khi lên bờ, ông nhà giàu kia và ông thầy giáo cũng đều trắng tay, phải không? Nhưng mà cái nghề thầy giáo có bị mất hay không? Tiền bạc ông nhà giàu nó mất, mà cái nghề thầy giáo nó không mất, phải không? Nghề tức là nghiệp, phải không? Cũng như quý vị thấy qua bao nhiêu cuộc biến cố ở trên thế gian này. Tôi thí dụ như ở trong xóm mà bị lửa cháy, nhà cửa sự nghiệp của mình bị lửa cháy thiêu rụi hết. Còn nếu mình làm nghề bác sĩ hay nghề gì đó, thì qua một cuộc biến cố rồi, của cải sự nghiệp hết, nhưng mà cái nghề có mất không? Như vậy, để thấy rằng tất cả cái gì bên ngoài thì nó mất, còn cái nghiệp là cái không mất. Bởi vậy cho nên thân này hoại mà cái nghiệp đó nó vẫn theo mình, nó không mất. Còn có mình thì nghiệp vẫn còn theo. Như vậy thì quý vị phải biết rõ rằng cái nghiệp là cái không mất, đời này đời sau nó luôn luôn theo mình. Như vậy thì của cải sự nghiệp thế gian này, nếu mà chúng ta có tạo nhiều thế nào đi nữa, khi tới chết thì sao? Mình có mang được cái gì theo không? Nếu có, nhờ quý thầy dán nhà, dán cửa đốt theo, thì có đem theo được không? Vậy mà cũng có nhiều người cũng muốn sắm cái này, cái nọ đem theo, phải vậy không? Hoặc là con cái thương cha mẹ cũng muốn đốt cho nhiều đặng đem theo. Như vậy thì quý vị có thắc mắc rằng mình có đem theo được những cái đó hay không? Mua giấy tiền vàng bạc cho nhiều đốt đem theo có được không? Chắc là không được, phải vậy không? Vậy mà có người hỏi tôi như thế này: thưa thầy, mình chết rồi mình đốt giấy tiền vàng bạc cho nhiều, mình có hưởng được cái gì không? Con cháu trên này nó sợ mình đói thiếu, cho nên mua giấy tiền vàng bạc về nó đốt, nó cầu nguyện cho mình nhận được để mình hưởng. Nhưng mà mình có hưởng được không? Thì tôi mới nói rằng, nếu con cháu mà vái tên của mình về đặng lãnh thì e rằng ở tù. Tại làm sao? Vì mang bạc giả xuống Diêm Vương chắc là ở tù, phải không? Ở tù chứ đừng có mong hưởng. Bởi vì quý vị thấy có ai mang bạc giả vào nước mình thì làm sao? Thì ở tù. Mình mà mang bạc giả xuống Diêm Vương thì cũng ở tù luôn, phải vậy không? Đó là nói tiền bạc. Rồi có người nói ở trên này có nhiều người họ dán nhà lầu,
dán xe hơi rồi đốt. Đốt để cho thân nhân ở dưới lãnh về dưới xài. Như vậy có lãnh được không? Tôi nói rằng nếu ai mà sắm những thứ đó về dưới thì đó là cái hại cho thân nhân họ. Một là đốt đồ về dưới, rồi nếu họ nhận được thì bây giờ hỏi có ai muốn thân nhân của mình chết ở địa ngục hay không? Không muốn chứ gì? Không muốn mà đốt những đồ đó về dưới để cất nhà lầu rồi ở dưới địa ngục luôn, hết thoát được. Ở nhà lá không tiếc của, còn đi được. Còn nếu đốt nhà lầu xuống dưới, nếu họ nhận được, đó là muốn nhốt họ ở luôn xuống dưới địa ngục muôn đời phải không? Đó là một cái khổ. Còn cái khổ khác nữa, quý vị nghĩ ở trên này mà đốt nhà lầu, đốt xe cộ xuống dưới, mà ở dưới người ta đang ở trong địa ngục thì có tội hay có phước? Có tội. Có tội thì ra tù lãnh xe lãnh nhà được không? Như trên thế gian này, có người đang bị tội nhốt ở trong khám, mà bây giờ có người đem xe hơi tới rồi nói với lính gác để mời người đó ra ngồi xe đi chơi được không? Như vậy cũng không được. Nếu là có tội thực ở trong khám, đốt nhà xuống dưới cũng không hưởng được cái gì. Đó là giả sử không hưởng được. Còn nếu được đem xuống đó, cất nhà luôn ở dưới đó là nhốt họ ở dưới địa ngục rồi còn gì? Như vậy là trái đạo lý hết phải không? Huống chi là ở trên này dán rồi đốt xuống thì làm sao ở dưới kia hưởng được? Chuyện đó rất là vô lý phải không? Như vậy quý vị Phật tử thì chính nghiệp lành nghiệp dữ của mình mới dẫn mình đi. Còn tất cả cái gì mà người khác mà thương mình muốn giúp đỡ cho mình thì khó mà giúp được lắm. Mình làm thì mình phải chịu, chứ người khác làm sao thế? Đó là cái chủ yếu của nghiệp. Như vậy quý vị thì cái nghiệp là cái thường trực theo chúng ta, thì chúng ta phải nhớ luôn luôn tu ba nghiệp của mình. Đừng có tạo ác, thì đó là chúng ta sáng suốt biết tu. Lại nữa, bây giờ quý vị nghĩ, người lỡ tạo nên nghiệp ác rồi, bây giờ giả sử có tu thì cái nghiệp đó nó có hết không? Bây giờ sẽ có một số người có những thắc mắc, không biết mình tạo nghiệp ác lỡ rồi vì ngày xưa mình chưa biết đạo, bây giờ mình biết đạo mình tu thì không biết nghiệp ác nó có giảm hay không? Hoặc là trước kia mình tu, mình biết đạo mình tu mà lỡ có lúc mê lầm, mình tạo những điều ác thì phước mà có lúc trước mình tu bây giờ có còn không? Như vậy đó là cái mà quý vị đang có những thắc mắc. Bây giờ tôi nhắc lại trong kinh Phật có nói như thế này. Phật dạy rằng cái nghiệp của chúng sanh đó tuy mình tạo thì mình chịu, nhưng mà nó không có quyết định, không có cố định. Nếu mình tạo nghiệp mà hồi xưa mình đã làm phước làm lành mà bây giờ lỡ tạo nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó có thể nhẹ đi, giảm bớt đi. Còn người không biết làm phước lành, bây giờ tạo nghiệp ác thì phải lãnh trọn. Trong kinh Phật nói ví dụ, cũng như đem một nắm muối bỏ vô tô nước thì tô muối nước đó có uống được không? Nếu đem nắm muối này bỏ vô lưu nước thì quý vị có uống được không? Được. Thì nó cũng lờ lợ một chút, nhưng mà có thể xài được. Một nắm muối này mà để vô một hồ nước cả ngàn đôi thì quý vị có uống được không? Được. Thì như vậy cũng một nắm muối mà tùy lượng nước nhiều hay ít thì cái giá trị nó khác nhau. Như thế thì Phật cũng nói vậy. Người nào biết từ thân, tu giới, tu tâm, tu huệ thì cũng giống như một cái hồ nước vậy đó. Dù có tạo một cái nghiệp nhỏ như một nắm muối để vô nó loãng đi cho. Còn người nào chỉ biết tu thân, tu giới, tu tâm thì giống như cái lu nước. Nắm muối đó đổ vô thì nó cũng lợt đi, có thể dùng được. Nếu người nào không biết tu gì hết mà tạo cái nghiệp ác thì nó lãnh đủ như là một tô nước đổ nắm muối vào vậy.
Phật lại ví dụ cái khác, như cùng một việc ăn trộm dê. Một người dân thường lại nhà người ta ăn trộm dê, bị chủ nhà bắt được thì làm sao? Họ đánh đập và đưa đi tù nữa phải không? Rồi cũng việc đó, nhưng người đi ăn trộm là người ở nhà quan, họ lên đi ăn trộm dê. Khi chủ nhà bắt được, nhưng họ nói là tay chân của quan, thì liệu chủ nhà có dám đánh đập thậm tệ không? Có ở tù hay khỏi? Rồi cũng việc ăn trộm dê mà vua sai một chú lính đến ăn trộm dê của người đó. Khi người đó thấy có người đến bắt con dê của mình, thì người chủ hỏi ông là ai? Chủ lính đáp, tôi là lính của vua tới bắt con dê của ông. Thì người đó nói làm sao? Lúc đó ông chủ con dê phải lạy lục, xin ông đừng bắt con dê của tôi, tội nghiệp phải không? Thì như vậy trả đúng cái nghiệp của mình. Người biết tu hai phần, như hồi nãy tôi nói biết tu ba phần. Thân, giới, tâm thì nhẹ, cũng như là người làm cho nhà quan mà đi trộm dê vậy. Còn người biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ nữa, mà lỡ có phạm tội thì cũng giống như chú lính của nhà vua mà đi bắt dê ở nhà người ta vậy. Như vậy quý vị mới thấy rằng nghiệp nó không có sai biệt, nhưng vì phước của con người nó có khác nhau. Bởi vậy cho nên nhiều khi quý vị Phật tử nhìn trên nhân gian này rồi có cái vẻ như bất bình, nói tại sao cái ông đó, ông làm ác quá, chưa bị tai nạn gì hết. Như vậy coi như là luật nhân quả bất công. Còn tại sao người kia họ không làm ác, mà nếu có thì cũng chút xíu thôi vậy, mà thấy nhân quả hiện tiền liền, có phải vậy không? Cũng như thấy có người hiền lành hết sức mà cứ thấy khổ hoài vậy. Còn có người thấy hiền một chút là thấy phước tới liền. Thì như vậy là tại sao? Bởi vậy cho nên chính trong kinh Phật cũng có dạy, nếu ai nói làm nghiệp thiện thì sẽ được cái phước báo lành, làm nghiệp ác thì sẽ bị cái quả báo khổ. Nếu nói như vậy thì Phật sẽ chấp nhận. Nếu ai nói rằng làm nghiệp ác khi chết rồi sẽ đọa địa ngục liền, làm nghiệp thiện thì đời này sẽ sanh về cõi trời, thì điều đó Phật không chấp nhận. Nghe như vậy quý vị có thấy khó hiểu không? Tại sao nói làm nghiệp ác thì chịu quả báo ác thì Phật chịu, làm nghiệp lành sẽ được hưởng phước lành thì Phật chịu, mà nói làm nghiệp ác chết sẽ sanh về địa ngục thì Phật không chịu, làm nghiệp lành chết sẽ sanh về cõi trời thì Phật không chịu? Là bởi vì trong nhà Phật có chia ra cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp, hai thứ nghiệp đó. Tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mình chứa từ trước đến giờ, nó dồn chứa. Ví dụ từ xưa đến giờ nó dồn chứa những cái nghiệp lành, mà bây giờ bất thần một lúc mê muội nào đó, ai xúi dục mình làm điều ác. Làm điều ác thì đáng lẽ phải đọa địa ngục, nhưng cái nghiệp lành mình tích lũy còn nhiều, cho nên chưa có đọa địa ngục liền. Nếu nói rằng người đó chết đọa địa ngục liền là trái rồi, bởi vì họ còn có cái tích lũy trước. Còn có người làm nghiệp ác mà phải đọa địa ngục liền, nhưng mà tới gần chết họ lại hướng về điều lành, gọi là cận tử nghiệp lành. Họ cứ nhớ điều lành, họ chỉ tưởng điều lành, thì khi đó cái cận tử nghiệp nó chuyển làm cho họ không bị đọa địa ngục. Như vậy quý vị mới thấy nó còn ảnh hưởng đến với cận tử nghiệp và tích lũy nghiệp nữa, chứ không phải chỉ có một cái thôi. Nhiều khi chúng ta nhìn cái thiển cận, hãy nói người đó làm ác thì nhất định đọa địa ngục. Đó là lời nói chưa chắc có bảo đảm. Tại sao vậy? Bởi vì còn hai cái, hoặc là họ có tích lũy nghiệp lành, hoặc là họ có cái cận tử nghiệp lành, thì có thể đưa họ đến chỗ khác. Còn người đó tuy thấy họ làm việc thiện, nhưng mà gần chết họ nổi sân, họ hung dữ quá, thì lúc đó là cận tử nghiệp ác, nó có thể đưa đến các đường xấu. Như vậy quý vị thấy chúng ta tu không phải chỉ tu khi sắp chết thôi, mà phải tu hồi lúc mình biết đạo tích lũy.
chứa từ từ gọi là tích lũy nghiệp. Nhưng mà đừng nghĩ rằng hồi đó tới giờ làm lành, rồi đến khi gần chết buông xuôi không thèm nghĩ. Ai làm cái gì, tức thì mình la, mình hung dữ nữa. Đó gọi là cận tử nghiệp ác. Vì vậy chúng ta cần phải dè dặt. Ngày xưa có ngài Mahanam, tức là người em có dòng họ Thích đối với Đức Phật. Thích Mahanam, ông tu bình thường. Tu bình thường là giữ năm giới, tu thập thiện, thọ bát quan trai, vân vân đủ hết. Rồi khi đó, ông hỏi Đức Phật rằng, Bạch Thế Tôn, bình thường thì con tu như vậy, giả sử như khi nào đó con ra ngoài đường, gặp xe đụng chết, hoặc gặp những con voi, cọp dữ, nó rượt giết con, liền khi đó lúc con hoảng hốt. Bạch Thế Tôn như vậy, lúc đó con chết, thân con về đâu? Đó, quý vị thấy thân về đâu? Đức Phật liền ví dụ. Như cái cây nó nghiêng như vậy, ông cưa nó ngã xuống, nó nghiêng về đâu? Nếu nghiêng chiều nào mình cưa, thì nó ngã xuống theo chiều đó. Thì cũng vậy, thường ông làm những điều lành, điều tốt. Giả sử trong khi ông sắp chết, bị những cái khủng hoảng đó, nhưng mà cái nghiệp tích lũy của ông nó nhiều, thì nó cũng muốn ông đi đường đó, chứ không sao mà sợ. Như vậy quý vị thì cái chủ yếu tu hành của chúng ta là làm sao mình tạo những nghiệp lành, chẳng những tạo trong lúc còn sống, mà còn trong lúc gần chết, mình cũng nhớ hướng về lành, thì mới bảo đảm mình mới đi đến quả lành. Còn nếu bình thường mình tạo lành, mà đến khi gần chết mình tạo dữ, thì nó chưa bảo đảm. Cũng như bình thường nếu mình lỡ dữ, thì đến lúc gần chết cũng nên hướng về lành, thì nó cũng chuyển được phần nào. Nghiệp là cái không phải cố định mà luôn luôn chuyển biến. Hiểu được như vậy thì quý vị mới thấy cái nghiệp nó có giá trị cụ thể, ai cũng có thể chuyển được, chứ không phải cố định nói rằng tôi lỡ tạo nghiệp ác rồi làm sao tôi tu được, phải không? Hoặc là nói rằng tôi ỷ, tôi tạo nghiệp lành, khỏi lo tôi cũng được về quả lành, chưa chắc. Thì như vậy quý vị mới thấy cái tu về nghiệp là hết sức quan trọng. Đó là tôi dẫn cho quý vị thấy cái nghiệp nó quan trọng như vậy. Như vậy nghiệp quan trọng rồi mình tu có hết nghiệp được không? Chỗ này tôi nói hơi xa một chút, bởi vì trong nhà thiền có một thiền sư là ngài Trường Sa Cảnh Sâm. Có một người học trò đến hỏi thế này. Học trò đó là thiền sư Hạo Nguyệt. Hỏi rằng, theo lời trong chứng đạo ca của ngài Quyền Giác, liễu tức nghiệp chướng bền lai không dị liêu ưng tu hoàng túc trai. Nói rằng, nếu mình liễu ngộ, thì nghiệp chướng xưa nay là không. Còn nếu mình không liễu ngộ, thì mình phải đền nợ trước. Ông Hạo Nguyệt mới hỏi ngài Cảnh Sâm rằng, như vậy thì tổ sư tử ở Ấn Độ có liễu chưa mà bị vua Kế Tâm chặt đầu? Tổ Huệ Khả ở Trung Hoa có liễu chưa mà chết ở trong khám? Không liễu làm sao gọi là tổ? Ngài Trường Sa Cảnh Sâm đáp rằng, đại đức chưa hiểu nghiệp chướng. Hỏi thế nào là nghiệp chướng, thì ngài trả lời rằng bổn lai không. Như vậy quý vị hiểu chưa? Chắc cũng chưa hiểu luôn. Bây giờ tôi nói thế này thì quý vị hiểu. Thí dụ như có người từ trước đến giờ chưa có học đạo, chưa có hiểu đạo, cho nên tạo nghiệp ác, gây oán thù với người. Thí dụ như hồi trước mình làm cho họ khổ tâm, chửi mắng họ, bây giờ họ hận ở trong lòng. Hồi đó thế lực của họ yếu, không dám nói gì hoặc làm trả lại. Rồi 10 năm, 20 năm qua mình quên đi, và đến giờ này mình thất thế. Trái lại thế lực của họ cao hơn mình, nên lúc gặp lại mình họ chửi mắng mình thậm tệ hơn hồi xưa mình chửi họ nữa. Thì quý vị có thấy nghiệp có mắt không? Nhưng bây giờ họ chửi lại mình, thì mình coi những lời chửi đó
những lời nói đó như gió ngoài tai. Họ chửi om sòm mà mình cười, mình không giận cái gì hết trơn. Như vậy có trả hay là không có trả? Quý vị trả lời thử coi. Như vậy trường hợp đó có trả nghiệp hay không? Mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại mình còn thậm tệ hơn trước nữa, tức là rõ ràng có trả rồi chứ gì. Nhưng ngày xưa mình chửi người ta giận, bây giờ người ta chửi lại mình cười trả lại ở chỗ nào? Quý vị mới thấy cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của nhà Phật. Biết rằng nghiệp tạo thì không mất phải không? Có tạo mà không mất, tức là tạo ra thì phải có trả, nhưng mà mê thì trả đủ, còn ngộ thì thấy như không có trả gì hết phải không? Bởi vì người mê thì thấy cái lời nói cho là thiệt nên chấp những tiếng nói nặng, mình cho nó là làm khổ mình. Rồi bây giờ họ chửi mình, coi như họ nói với hư không vậy thôi. Qua rồi thôi, coi như không có dính cái gì hết, thì trả ở chỗ nào? Phải vậy không? Bởi vậy cho nên nhiều người cứ thắc mắc thế này. Họ nói giả sử mình tu thành Phật hay chứng A-la-hán rồi, thì nghiệp còn trả nữa, thì tu làm gì? Nhưng mà sự thật trong nhà Phật nói, Phật còn bị cái nạn kim thương mã mạch, tức là phải mấy tháng ăn lúa mạch, rồi còn bị cái thương nó đâm vô bàn chân, thì như vậy, thấy như Phật phải trả phải không? Dưới con mắt mình thì thấy Ngài trả, còn dưới con mắt Phật, Ngài có trả không? Thí dụ như bây giờ tôi nói, đừng có nói cái hạng tu cao, tu soàn soàn như tôi, mà giả sử có người nào ngày xưa do cái ân oán thuở đó mà không biết. Bây giờ bất thần họ kêu tên tôi, họ chửi. Quý vị tự nghĩ coi, có phải tôi nổi giận đùng đùng, tôi đòi ăn thua đủ với họ không? Thì tôi cũng cười thôi. Như vậy bỗng dưng họ đâu dám chửi tôi. Mà họ chửi tôi thì họ cũng hận tôi từ hồi nào rồi phải không? Hận tức là mình phải làm cái nghiệp gì đối với họ, nên bây giờ họ gặp mình, họ mới chửi mình. Họ chửi mình bây giờ mình thấy cái lời nói, lời chửi nó không có thiệt thì thôi, để họ nói cho đã rồi thôi, phải vậy không? Bởi vậy cho nên trong kinh nói, tôi nhắc lại, có một lần Đức Phật đi khất thực trong một vùng nọ, mà vùng đó là vùng Bà La Môn đã được nghe giáo pháp của Ngài, nên họ phát tâm hướng về đạo. Có một ông thầy Bà La Môn kia, ông tức quá, thế nên một hôm Đức Phật đi khất thực ngang qua. Ông thầy Bà La Môn này cứ đi theo Phật, Phật đi trước, ông đi sau, cứ kêu tên Phật mà chửi hoài. Phật vừa đi, ông vừa chửi. Phật đi mãi và im lặng mà đi dài theo con đường, một cách chậm rãi. Ông cứ đi theo sau lưng chửi hoài và chửi tới đầu đường. Ông tức quá vì không thấy Phật trả lời. Ông bèn chạy tới trước mặt Phật, chặn đường hỏi, Ngài Cù Đàm, Ngài có điếc không? Phật nói không. Rồi hỏi tiếp, Ngài không điếc, mà tại sao Ngài nghe tôi chửi mà Ngài không nói gì? Lúc đó Phật mới dừng lại và hỏi, như ngày giỗ ở nhà của ông có mời bà con thân quyến lại ăn giỗ, vì quà bánh còn nhiều, ông đem tặng cho những người thân quyến. Ông đem tặng quà cho họ, mà có người họ không nhận, thì gói quà đó thuộc về ai? Lúc đó ông trả lời, nếu họ không nhận thì gói quà đó thuộc về tôi chứ về ai? Phật nói, cũng vậy, ông chửi người ta mà người ta không nhận thì ta đâu có dính gì đâu, phải không? Do đó quý vị mới thấy cái chửi là một nghiệp ác, nó trả lại cho mình. Nếu mình không nhận thì nó có dính gì với mình, phải vậy không? Bởi vậy trong kinh Phật thường dạy, người ác mà mắng người lành cũng như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt, thì nước bọt có tới trời không? Nó không tới trời mà nó lại rơi xuống mặt mình, phải vậy không? Cũng vậy, chính không nhận thì coi như không có trả, phải không? Nghĩa là mình nhận mình mới trả, phải vậy không?
Như vậy giờ quý vị Phật tử ở đây có trả hay không có trả? Nếu mà ai lỡ có gây nghiệp ác khẩu với người nào đó, bây giờ quý vị mới thi trả hay không trả? Chắc trả, nhiều khi còn trả nặng hơn nữa phải không? Ngày xưa mình mắng họ, họ giận chừng 2 ngày. Bây giờ họ mắng mình giận cả tháng phải không? Đó là trả nặng hơn chứ gì. Bởi vì trình độ Phật tử chúng ta thâm nhập Phật Pháp thật là cạn. Ví dụ như Phật đi đằng trước, người ta đi ở đằng sau, người ta chửi, Phật không có dính gì hết trơn thì Ngài không có nhận. Còn mình đây ở ngoài đường có 2-3 người đứng dựa lề đường nói sầm xì có tên mình, thì mình có chịu đi không? Hay là đứng lại điều tra, đứng lại chú ý và hỏi họ vừa nói cái gì đó, nói cái gì mà có tên tôi? Vừa có tên mình là mình muốn ăn thua rồi phải không? Còn khi xưa họ kêu tên Phật mà chửi, Ngài vẫn lặng lẽ mà đi, không màng để ý tới. Như vậy quý vị thấy cái tu và cái chưa tu nó khác nhau ở chỗ đó phải không? Chúng ta tu không phải cúng chùa nhiều mà chúng ta hết khổ, mà chúng ta phải biết cái gì thật, cái gì giả, cái gì không đúng, cái gì sai. Cái gì không phải không đáng để ý thì mình bỏ qua. Sở dĩ chúng ta tạo thành nghiệp quan trọng vì chúng ta chú tâm, thân, khẩu, ý mà dồn nghĩ vào đó, cho nên nó thành nghiệp. Còn nếu thân, khẩu, ý của chúng ta dù có những điều phải đến mà chúng ta vẫn coi thường thì nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng hết. Bởi vậy cho nên người Phật tử chân chính phải hiểu rằng nghiệp đúng ra là do hành động của mình, mà hành động của mình có thiệt hay không? Qua rồi nó mất phải không? Nhưng mà riết rồi thành thói quen. Thói quen đó là chữ nghiệp. Như vậy, nghiệp chúng ta có thể chuyển được, mà cũng có thể chúng ta chuyển không được phải không? Nếu một người biết tu mạnh dạn, biết mình từ hồi đó tới giờ tạo nghiệp ác nhiều, bây giờ cố gắng làm điều lành nhiều, cố gắng tiến tu, thì cái điều ác có thể bị mất. Còn có nhiều người biết mình có nghiệp ác nhiều mà rồi mình yếu đuối và mình không cố gắng làm lành, thì chắc chắn cái nghiệp ác khó mà chuyển hồi. Thí dụ như quý vị thấy có những người lỡ nghiện rượu, mà lỡ nghiện rượu rồi bác sĩ có giải thích cái nghiện rượu như vậy hại thế nào, nguy hiểm thế nào, họ nghe, họ hiểu. Giả sử trong 5 người đã nghiện rượu được giải thích đó, thì 5 người đó có bỏ hết được không? Tại sao có người bỏ được, có người bỏ không được? Người bỏ được là khi họ biết cái đó rõ ràng rồi, biết cái tai hại lớn lao rồi, bản thân họ có một sức mạnh, ý chí mạnh, họ dứt khoát bỏ là có thể bỏ được. Còn có người biết cái đó có hại nhưng mà ý chí yếu, muốn bỏ nhưng mà ghiền và thèm, thèm là muốn uống lại, phải vậy không? Hoặc bạn bè rủ, muốn đi theo thì như vậy, tuy biết có muốn bỏ nhưng mà bỏ không được. Đó để thấy rằng nghiệp của chúng ta có thể chuyển được mà chúng ta cũng có thể không chuyển được, tùy theo ý chí mỗi người. Giờ tôi đi xa hơn một chút. Quý vị Phật tử chắc thường cũng thắc mắc chuyện này. Có nhiều thầy tu khoảng chừng vài chục năm, học hành đạo lý khá rồi thì bị nghiệp gì đó ra đời. Rồi gặp quý vị Phật tử hỏi, tại sao thầy đang tu mà bỏ ra đời? Nói, tại cái nghiệp của tôi nó lôi, phải không? Tại cái nghiệp của tôi nó lôi thì quý vị nghĩ làm sao? Như vậy ai có nghiệp cũng bị nó lôi hết sao? Bị lôi hết hả? Hay là có người bị lôi, có người không bị lôi? Nếu mà ai tu rồi cũng bị nghiệp lôi thì chắc là không ai tu được đến nơi đến chốn, phải không? Như vậy để thấy rằng tuy là có nghiệp, nghĩa là chúng ta tuy sinh ở trên trần gian này nhưng nó lại có liên hệ đến quá khứ, thì kẻ nghiệp này người nghiệp kia, ai cũng có nghiệp. Nhưng mà ý chí mạnh thì chuyển được, còn yếu thì bị nó lôi. Còn nếu đổ thừa tại nghiệp thì nghe cũng có lý,
nhưng mà nó còn cộng thêm cái gì nữa? Nếu nói thật thà thì quý vị thi nói thêm cái gì nữa thì đủ nghĩa thật thà. Nói vậy cho rõ, tại nghiệp nó lôi cộng thêm ý chí tôi yếu quá, phải vậy không? Ý chí yếu nên bị nghiệp nó lôi, chứ nếu ý chí mạnh thì mình chuyển được nghiệp, phải vậy không? Cũng như người nghiện rượu rồi, tức là cũng bị nghiệp lôi, nhưng mà ý chí họ mạnh thì họ bỏ được, ý chí yếu thì họ bỏ không được. Như vậy nói tại nghiệp thì cũng có lý, nhưng cũng cộng thêm cái ý chí yếu hay mạnh nữa, chứ không phải nói nghiệp rồi bất cứ ai hễ gặp cảnh gì không vui rồi trở ra thế gian là nói tại nghiệp hết. Cứ nói như vậy thì Phật tử họ hoảng hốt. Như vậy rồi quý thầy tu rồi trở về đời, quý thầy có duyên, có phước lắm mới được xuất gia, mới được tu, mà bây giờ trở ra đời mình còn tóc như vậy thì làm sao mà chuyển nghiệp nổi, phải không? Rồi cảm thấy buồn, cảm thấy như tiến không được. Nhưng mà tôi nói như vậy, quý vị đừng có khinh mất người trở về đời. Họ không có dở đâu. Tại sao vậy? Như hồi xưa lúc Phật còn tại thế, có bà tỳ kheo Liên Hoa Sắc. Khi bà tu chứng quả A-la-hán, rồi trên đường bà đi, bà gặp các cô gái 15-17 tuổi, bà rủ các cô đi tu, đi xuất gia, thọ tỳ kheo ni. Mấy cô gái thưa: "Thưa bà, tụi con tu không có nổi, tụi con còn tham ăn, tham ngủ lắm, tu không có được." Bà nói: "Không sao, cứ tu đi." Rồi họ nói: "Lỡ tụi con thọ tỳ kheo rồi, tụi con phạm giới, đọa địa ngục rồi sao?" Bà nói: "Không sao, lỡ đọa địa ngục rồi lên tu tiếp, lên tu nữa." Đó, như vậy quý vị nghe cái đó, quý vị hiểu làm sao? Bởi vì giả sử có tu, tu rồi phạm giới, phải đọa, nhưng đọa hết cái nghiệp ở dưới địa ngục thì lên, chủng tử cũ nó còn nhắc mình đi tu nữa. Chứ bây giờ chưa có, thì lỡ mình có đọa địa ngục, mình lên cũng không có cái chủng tử đó, rồi chừng nào mình tu được. Đó, thành ra dưới con mắt của bà, thì bà cũng không bi quan. Lỡ có rơi xuống địa ngục đó, tạo nghiệp ác, phải đọa, nhưng mà khi bộ đọa hết nghiệp rồi, thì mấy mươi năm tu cũ đó, chủng tử nó còn gặp cái duyên tốt, nó phát lại, thì có cơ hội họ tu. Còn người chưa bao giờ tu thì đâu có chủng tử, mà chưa có chủng tử thì khó mà tiến tới được. Thì như vậy mình cũng dám khinh quý vị đó đây, phải không? Bây giờ quý vị đó có rơi, có thua người ta đi, nhưng mà chủng tử còn, cũng có ngày họ phát tâm lại, không đến nỗi nào. Đó là ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì trên cái nghĩa nghiệp thì chúng ta không những là biết để tránh, mà chúng ta còn phải biết và phải mạnh dạn chuyển nó, phải không? Nghĩa là trên phương diện tu thì trước hết phải tránh nghiệp ác, làm nghiệp lành. Nghiệp ác chúng ta tránh, nghiệp lành chúng ta làm, đó là tu. Rồi kế đó chúng ta phải làm sao? Nếu lỡ chúng ta đã tạo nghiệp ác rồi, chúng ta phải mạnh dạn chuyển nó, chuyển cái ác thành cái thiện, đó là sức mạnh của người tu. Thì như vậy hai trường hợp mà chúng ta luôn luôn nhớ là phải tránh cái dữ, làm cái lành, và nếu lỡ tạo nghiệp ác rồi thì phải mạnh dạn chuyển nó. Bởi vậy cho nên tôi nhắc câu chuyện này để kết thúc cái ý nghĩa của nghiệp. Như hồi xưa ở Trung Hoa đời Đường, ông Lý Bạch là một nhà thơ nổi tiếng. Ông nghe thiền sư Ô Sào đang tu ở trên cây, ông mới tìm tới hỏi đạo. Khi tìm tới thiền sư Ô Sào, ông đứng dưới hỏi: "Bạch hòa thượng, hòa thượng dạy cho tôi phương pháp tu thế nào cho gọn, ngắn mà tôi có thể tu được." Ngài Ô Sào ngồi trên ổ quạ là chỗ ở của ngài, ở trên chánh ba của cây, làm giống như ổ quạ. Ở là quạ, sào là cái ổ đó. Ngài mới nói giọng xuống: "Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, ông về tu đi."
Ông Lý Bạch nghe xong, ông cười và nói: Hòa thượng nói câu đó, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà đem dạy tôi chi? Thiền sư Ô Sào nói: Phải, con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Đó, quý vị thấy, chư ác mạt tác tức là đừng làm những điều ác phải không? Chúng thiện phụng hành, dân làm tất cả nghiệp lành. Tự tịnh kỳ ý tức là khéo lắng lặng tâm ý mình cho thanh tịnh. Thị chư Phật giáo, đó là lời dạy của chư Phật. Đó là tu ba nghiệp thân khẩu ý, bỏ ác làm lành và giữ tâm ý thanh tịnh, đó là gốc của sự tu. Mà quý vị có những vị 70-80 tuổi làm được chưa? Như vậy thì cái điều đó nói con nít 8 tuổi cũng thuộc, mà thực tình ông già 80 tuổi làm cũng chưa rồi. Như vậy thì quý vị cũng thấy rằng cái chủ yếu của đạo Phật dạy là tránh ác làm lành, mà tránh ác tức là bỏ nghiệp ác, làm lành tức là làm tất cả nghiệp lành và giữ tâm ý mình được thanh tịnh. Đó là cái gốc của sự tu phải không? Mà tu được như vậy đó thì chúng ta mới thực tu. Như vậy thì mới mong đời chúng ta được an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta tu được như vậy đó thì ở đời này người Phật tử nào cũng dừng mọi điều ác, làm mọi điều lành, thì xã hội gia đình của chúng ta có vui, có an ổn không? Trong một gia đình mà chỉ làm lành, không làm ác, thì gia đình đó an ổn, vui hòa phải không? Như vậy một xóm, một làng chỉ làm lành, không làm ác, thì xóm làng đó rất vui vẻ, hạnh phúc phải không? Như vậy thành ra cái tu là cái then chốt để xây dựng một cuộc đời tươi đẹp, mà cũng là cái then chốt để tại cái cơ hội mai kia chúng ta còn trở lại, và cũng trở lại trên đường lành. Đó, như vậy thì cái chủ yếu của cái tu không phải để dành riêng cho ai, không phải người rảnh rỗi đi chùa mới tu, người có nhiều tiền mới tu, mà ai ai cũng tu được. Bận thì ta tu theo bận, rảnh thì ta tu theo rảnh, giàu thì tu theo giàu, nghèo thì tu theo nghèo phải không? Nghèo thì đem công sức ra giúp, còn giàu thì có của đem của giúp. Thì như vậy tùy mỗi người, ai ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể tu được hết. Còn giả sử mình không làm được thiện thì bỏ điều ác thì cũng là tu rồi, phải không? Như vậy cái tu là cái chung cho tất cả, chứ không phải riêng cho một cá nhân hay của một hai người nào. Mà quý vị xét kỹ trên thế gian này, nếu là người biết hướng thiện thì có người nào nói rằng tôi không muốn tu không? Không cần tu không? Nếu biết hướng thiện đều là người phải tu hết phải không? Trừ những người cố chấp muốn làm ác thì mới không tu mà thôi, chứ ai đã muốn hướng thiện đều là người tu hết phải không? Đó là lẽ công bằng thực tế, chứ không phải chuyện mơ màng diễn vong. Như vậy hôm nay tôi nói về nghiệp thì tất cả quý vị nghe, quý vị cố gắng nhớ từ đây về sau, gần như là trọn đời mình phải tránh tất cả nghiệp ác và phải cố gắng làm tất cả nghiệp lành. Làm đó là làm cho mình chứ không làm cho ai. Tu đó là tu cho mình chứ không phải tu cho Phật phải không? Như vậy thì chính cái tu đó mà quý vị sẽ được an vui đúng với tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là đạo cứu khổ ban vui, là chỉ con đường nào đưa đến khổ đau, con đường nào đưa đến an lạc. Quý vị biết con đường an lạc thì cố gắng đi, đó là đạo Phật cứu quý vị, biết nói là an lạc. Kia là đau khổ, rồi cứ đi đường khổ, rồi nói tôi tu Phật lâu quá mà không hết khổ, thì lỗi đó là lỗi tại ai? Lỗi tại mình không lựa đường mà đi, Phật vạch ra chỉ rồi, tự mình chịu, chứ Phật đâu có bắt mình phải vậy không? Mình chọn đúng đường của Phật chỉ, đặng đi thì mình vui, mình đi ngược lại thì mình khổ. Đó là cái chủ yếu của cứu khổ ban vui của nhà Phật.
Vậy thì hôm nay một lần nữa, tôi nhắc quý vị cố gắng thực hiện cái điều đó cho đến 80 tuổi. Chọn được cái điều đó thì cũng giỏi quá rồi. Vậy thì hôm nay tất cả quý vị chắp tay hồi hướng theo chúng tôi. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ chùa Phương Việt, số 1355 Hoàng Sa, số cũ 318-119 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 083-993-4238. Website diệupapam.net hoặc dpa.tv.